Chào anh em. Ôi xảy ơi. Hôm đầu tiên là cho anh em xem một cái đoạn video đã. Rồi. Anh em mình đang đi mua xe máy Honda Vision của Honda đấy, mà là một cái xe nó rất hot ở trong cái thời điểm hiện tại. Ngoài chỗ Nguyễn Thanh Toàn vừa nãy em gọi thêm cho hai chỗ nữa. Sale nói chuyện theo kiểu hết xe rồi ông ơi. Ông tắt máy tôi tiếp khách tiếp ông ơi. Đại khái là giá niêm yết ở trên website của Honda là 34 triệu. Phiên bản cá tính màu đen 34 triệu. Thế thì ở đây họ báo là giá là bốn mấy nhỉ? 48.650.000, tức là chênh khoảng 14 triệu so với cả giá niêm yết. Thì tí nữa Đạt nó sẽ vào nó mua, thì xong rồi mua thì anh em mình sẽ đi đăng ký tất cả bình thường thôi. Đấy, chúc may mắn nhé. Mẹ đi mua xe đấy. Bánh bỏ mẹ. Đây là Honda Doanh Thu 2 ở Nguyễn Khánh Toàn. Còn đây là một chiếc Mazda CX-5 rất mới. Em cũng bảo hiểm rồi. Hả? Có thể đi về thôi. Nhà mình có hai cái xe, F34 và Lada Eda. Thì cả hai xe đều dán phim mát Anyguard. Phim này tuy rẻ tiền nhưng mà chất lượng cũng ổn, dùng được. Đi mua một chiếc xe Honda Vision. Thật ra thì nói gì thì nói, thì ở trong những cái xe máy mà nó phổ thông thì Honda vẫn là một cái xe tốt. Nếu như mà nó được bán đúng giá thì khoảng nửa tháng nay mình là người khai mào đầu tiên trên mạng xã hội. Mọi người ồn lên một cái chuyện là ở Honda họ bán chiếc Honda Vision rồi là một vài mẫu xe khác thì nó chênh so với cái giá, với cả cái giá công bố ở trên website chính hãng nó khá là nhiều. Ví dụ như là đấy, mình mua chiếc Honda Vision với mức giá là 48 triệu, trong khi cái giá công bố của nó chỉ có 34 triệu thôi, tức là chênh đến khoảng gần 40 mấy% so với giá của xe. Tất nhiên rồi, cái việc mà nó chênh lên nhiều thì là việc bình thường. Xe ít rồi là nhu cầu cao rồi các thứ. Cái việc mà giá xe nó chênh thì là mình nghĩ là chuyện bình thường. Nhu cầu cao, hàng hóa ít thì người ta canh giá lên thôi. Ai bảo cái ông mua xong rồi chê đắt. Thế nhưng mà có một cái vấn đề từ trước đến nay. Đó là các cái đại lý Honda, các hit, họ bán xe ra với giá chênh cao, thế nhưng mà họ lại xuất hóa đơn cho người mua chỉ bằng đúng cái mức giá công bố thôi. Ví dụ như là mua 45 triệu và giá công bố là 30 triệu thì họ sẽ xuất hóa đơn VAT ra cho khách hàng là 30 triệu chứ họ không xuất đủ 45 triệu. Thì tức là họ trốn thuế ở trên cái 15 triệu đó. Đầu tiên là VAT của 15 triệu là 1,5 triệu. Sau đấy thì là thuế thu nhập doanh nghiệp. Rồi là khi mà chúng ta cầm cái hồ sơ mua bán đó ra ngoài đi đăng ký thì chúng ta sẽ lại mất thêm khoảng lại coi như là trốn của nhà nước một ít trước bạ thứ vân vân nữa. Đấy, khá là như vậy. Thế nhưng mà đấy, vừa rồi thì sau rất là nhiều những cái thông tin phản ánh ở trên các phương tiện truyền thông thì là mình mọi người có thể thấy luôn là bây giờ các đại lý Honda thì họ đã xuất hóa đơn bằng đúng với số tiền mà khách hàng nộp vào mua rồi. Đại khái là đây, ví dụ như là cái xe Honda Vision mình mua thì hóa đơn VAT xuất ra là 48 triệu. Cũng là một cái điểm hay, mình nghĩ là cũng là một cái thành công của khi mà mình, anh em, tất cả mọi người lên tiếng về cái việc đó, ít nhất thì nhà nước cũng thu được đủ thuế. Còn cái chuyện mà
khách hàng có nhu cầu mua đắt, mua và nó phải mua đắt thì đấy là việc của người mua thôi. Người bán thì họ chẳng bao giờ họ sai cả. Ai bảo không mua cùng loại thiếu gì đâu. Yamaha có Ioniq rồi cái gì đấy, rồi Piaggio, rồi những cái hãng xe còn lại, hoặc là đi mua xe điện thì tất cả người ta đều bán đúng giá cả. Mà xe thì đầy, muốn mua lúc nào cũng có. Nếu cứ thích mua Vision thì phải chịu. Thì mình nghĩ là cũng hay, mặc dù là phải mua cái xe đấy với cái giá nó 48 triệu thì nó hết sức là vô lý và buồn cười rồi. Thế nhưng mà không sao cả. Coi như là ủng hộ Hit Honda, họ vẫn còn có nhiều những cái xe ế không bán được, mà ví dụ như Winner chẳng hạn, giảm giá bét nhè có ai mua đâu. Thì đồng thời là cũng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với cả nhà nước trong việc nộp thuế. Mấy triệu thôi nhưng mà nó cũng oai. Ai hỏi mình là mày có đóng thuế không, mày cứ đòi hỏi việc này việc kia đối với cả mẹ nhà nước thì đấy, bảo tao có đóng thuế đàng hoàng, còn hơn là bị vô tình tiếp tay cho ông Honda ăn lãi mà cũng là lại còn trốn thuế. Mình nghĩ về cái việc kênh giá là như vậy. Cứ miễn là các Hit Honda xuất VAT đầy đủ đàng hoàng thì chả vấn đề gì cả. Còn họ xuất thiếu thì đấy là họ sai. Mà mình chắc chắn luôn là trước đây họ xuất thiếu rất nhiều, trốn thuế kinh khủng luôn. Tất nhiên đấy là cái việc ai cũng biết, nhưng mà động đến đi đòi hỏi phải có bằng chứng này kia. Mà đa phần những người đi mua xe thì họ có cái suy nghĩ là thuế ít đi thì khi mà đăng ký thì cái chiếc bạ nó cũng rẻ hơn được tính ra được bao nhiêu đâu, vài trăm ngàn, nhưng mà nó làm cho nó thành cái thói quen và cũng như một cái hành động nó rất là sai với tất cả mọi thứ. Thật ra nói là nói về những chuyện đấy nhiều, báo chí rồi tất cả các thứ, rồi là gần như là năm nào khi mà đến những cái dịp ví dụ như là vào hè học sinh chuẩn bị đi học hay là sắp Tết chẳng hạn thì giá xe Honda thì nó cũng vẫn cứ tăng lên, SH thì còn kênh nhiều hơn nữa so với cả những cái xe nhỏ. Thế nhưng mà năm nào báo chả nói, nhưng mà chả giải quyết vấn đề gì cả. Honda thì họ bảo là họ chả có trách nhiệm gì trong việc này, vì là họ mua đứt bán đoạn cho các đại lý rồi, các đại lý kinh doanh ra sao thì là việc của các đại lý, thì họ không liên quan. Thế nhưng mà đấy là họ nói thế thôi, và họ rất là khôn, đại khái là chả bao giờ làm gì được họ cả về mặt luật pháp ấy, như này khác các thứ, vì là cắt hết cả tội lỗi cũng như là mọi thứ cho ông Hit rồi. Kể cả bây giờ mà có cái xe mình mua mà người ta có xuất thiếu thì cũng là lỗi của đại lý thôi, nhưng chẳng phải lỗi của Honda. Đấy, khôn như thế. Tất nhiên rồi, một cái tập đoàn toàn cầu và họ chiếm đến 80% thị phần xe máy ở Việt Nam thì họ là số 1 rồi, vô địch thiên hạ rồi. Và mình khẳng định một điều luôn là cái việc mà đại lý bán chênh hay là tất cả các thứ thì hãng xe hoàn toàn có thể điều phối được, hoàn toàn có thể xử lý được cái đấy, chẳng có cái gì khó cả. Piaggio, Yamaha họ cũng có những cái xe ế, cũng có những cái xe mà bán rất là chạy. Ví dụ như là Piaggio thì chẳng rất là ít người mua cái con Premiva Mira gì đấy, con mà thay thế cho LX. Rất ít người mua cái xe đấy. Cũng như là GT thì cũng đắt tiền, cũng ít người mua. Thế nhưng mà con Sprint thì bán rất chạy. Yamaha thì Exciter bán cực tốt luôn. Thế nhưng mà giá nó vẫn giữ nguyên chứ nó có tăng đâu, nó có bị lên gối như là Honda đâu. Và đồng thời những cái đại lý của những hãng xe đấy thì cũng vẫn phải nhập những cái xe không bán được về mà. Chứ không phải là mình ông Honda chơi thế đâu. Đấy là hãng xe điều phối được hết nhưng mà họ không muốn thôi. Nên là còn một điều nữa là do chính do người tiêu dùng người Việt Nam đấy, cứ thấy đắt thì mua, còn rẻ thì không mua. Họ suy nghĩ của họ nghĩ là của rẻ là của ôi. Và có lẽ là cũng lỗi của những ông làm truyền thông PR quảng cáo các thứ nữa. Cứ có tiền thì làm, còn không có tiền thì thôi. Nên là có những cái xe rất tốt nhưng mà người ta không mua bởi vì là người ta không biết đến luôn. Trong khi là những cái kia thì hãng người ta giàu, người ta chi nhiều tiền để quảng cáo, công khai lên tận trời thì những người tiêu dùng người ta cũng chỉ biết được như thế thôi. Đây là một hiện thực đấy, rất là đau lòng thật sự. Mình rất là khó chịu với cái việc đấy. Nên là có những cái doanh nghiệp có thể chơi được, còn có những cái doanh nghiệp thì không thể chơi được, không thể nào nên có cái quan hệ làm gì cả thật sự.
mình ai chả thích tiền, nhưng mà có những cái thứ tiền mà nó cảm giác nó bẩn, nó nhất là cũng không nên sờ vào làm gì. Vậy thôi, một cái video ngắn ngắn để chia sẻ về câu chuyện Honda. Cũng rất là mừng vì là hit này họ đã xuất hóa đơn đầy đủ thực sự, thì không phải nghĩ gì nhiều về cái việc đấy, nhưng mà cố gắng là duy trì, là xem là có từ nay về sau họ làm việc gì cũng như thế không. Tất bất kỳ cái xe nào chênh bao nhiêu cũng được, chênh mẹ gấp 10 lần được, nhưng mà hóa đơn cứ xuất đủ là ok. Thế còn mẹ mua bán 10 mà chỉ xuất có 3 thì hành vi đấy là hành vi mẹ trốn thuế, là vi phạm pháp luật rồi. Một cái xe thì trốn khoảng vài triệu thì chưa gì cả đấy, nhưng mà mỗi năm họ bán đến hàng nghìn, hàng chục nghìn cái xe thì nhân lên thì nó là nhiều tiền lắm, nó rất to, rất là nhiều. Vậy thôi, một cái video ngắn về cái câu chuyện này. Thì trên đời mẹ đi mua con xe Vision 48 triệu rơi tiền luôn. Ok, thế nhá anh em nhá. Nói thêm một chuyện nữa, đấy là mình có bán khẩu trang, anh em vào cái link bên dưới để mua khẩu trang của mình. Những người mà làm nghề như mình, review các thứ, nếu mà có những cái nguồn thu khác không phải là nguồn thu từ cái việc PR hay quảng cáo xe cộ thì chắc chắn là sẽ hay hơn rất là nhiều, thật sự. Rồi nhá.